giới thiệu với em cái lem của anh, thương hiệu là lem Phú Cổ gia truyền. Ăn là nghiền, không ăn là buồn phiền. Mà nếu mà các em đi ăn ở đâu mà ngon hơn đây thì anh sẽ đền gấp 3 lần tiền. À, cái nguyên liệu chính của anh được làm từ thịt lợn loại ngon. Bởi vì cái lem này ấy, nếu như mà em không làm bằng cái thịt lợn ngon ấy thì nó sẽ không ra được cái lem. Cũng như cái giò, nếu mà em là mà không làm từ cái thịt mông thịt lợn ngon ấy thì là nó sẽ hỏng. Chào em, anh từ ngoài Bắc vào. Ở cái lem của gia truyền này là cái nghề của gia đình anh. Thì ở ngoài Bắc anh cũng có mấy cơ sở, có ba cửa hàng. Ở trong Sài Gòn mình thì mình đang có bao nhiêu cửa hàng rồi? Hiện nay là anh mới có một cửa hàng thôi, ở 107 Hồ Thị Kỷ. Anh hoạt động từ 4:30 chiều cho đến 10:30 đêm. Anh có hai phần, phần lớn là 80.000 là 10 cây, phần nhỏ là 40.000 5 cây. Ăn với em thì có dưa chuột và cái tương chấm tương bắc. Tương bắc này với lại cái tương ớt, cái tương bắc này có bị gì em? Nó cay hơn và nó mặn hơn một chút so với tương trong này. Nhưng mà vào trong này thì anh cũng chế biến nó cũng khác đi một tí để nó phù hợp với cái khẩu vị của người trong này. Anh mở ra anh bán ấy, thì khách người ta rất là ưa chuộng. Có những người ta đến mua đi ăn lại 3-4 lần. Rồi những người xung quanh đây, bà con xung quanh đây người ta rất là khen. Thì cái đó anh rất là mừng, lượng khách thì đang càng ngày càng đông dần lên. Thì cái đó là một cái tín hiệu vui mà anh rất là vui mừng. Dạ em ăn ở đây thì cũng nhiều anh. Vậy là bao nhiêu anh? Dạ em không nhớ nữa mà chắc trên 10 lần rồi đó. Nem ở đây chị thấy rất là ngon và chị ăn thử một cái loại nem ở ngoài Hà Nội rồi thì chị thấy vị rất là giống, và đặc biệt cái tương ớt ở đây rất là ngon. Cái nem thì nó giòn giòn, bên trong thì nó không bị khô, nó rất là dai ạ. Đặc biệt là cái nước sốt này nó chấm ăn với cái này rất là hợp luôn. Nem đây cũng khá ngon, cái lớp vỏ ngoài nó cũng khá giòn. Tại vì với lại cái tương này nè, em ăn cũng thấy rất giống ở ngoài Hà Nội. Thường thì chị đi mua nem lớn, nem nhỏ. Thường chị mua phần lớn ăn cho nó đã